Sáng nay, 8 giờ 30 phút, 11 tháng 6 năm 2024, Ban tổ chức Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 đã tổ chức hội nghị tại phòng hội thảo số 1, giảm 118 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, để triển khai các nhiệm vụ cho Liên hoan. Đồng chủ trì hội nghị, có đồng chí Trần Hướng Dương Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đồng chí Vũ Thị Thu Hường, Phó trưởng Ban tổ chức Liên hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Khánh Toàn, giám đốc nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho 19 đoàn nhà hát nghệ thuật tham gia liên hoan. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hướng Dương, phó cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn, chào mừng và hoan nghênh các đơn vị tham gia liên hoan cũng như biểu dương, động viên tập thể nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc đã cố gắng hoàn thành công tác chuẩn bị kịp thời để liên hoan đạt kết quả tốt, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong ban tổ chức, các đơn vị nghệ thuật về công tác chuẩn bị và triển khai liên hoan. Thay mặt cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã thông báo với hội nghị công tác phối hợp, dự kiến những hoạt động của các đoàn tham gia nhân dịp liên hoan lần này và nhấn mạnh làm sao để liên hoan kịch nói toàn quốc 2024 thực sự hấp dẫn, có ý nghĩa nhân văn, thời sự sâu sắc đối với công chúng khán giả. Đồng chí cũng chỉ rõ một số vấn đề cần phải giải quyết, quán triệt trong quá trình thực hiện liên hoan. Đồng chí Lê Khánh Toàn, Giám đốc nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc, đã báo cáo tổng thể quá trình triển khai, chuẩn bị cho công tác phục vụ liên hoan. Theo đó, mọi công việc đã được thực hiện với sự cố gắng cao nhất của cán bộ, nhân viên dạp 118 Hoàng Văn Thụ và diễn viên, công nhân viên của nhà hát. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp cũng đã hoàn thành 100% tiến độ thực hiện các nội dung được phân công. Cùng thời điểm trên tại sân khấu lớn của dạp, nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ đã tiếp cận sân khấu, tập luyện chương trình diễn thi tại buổi khai mạc liên hoan đêm nay, chiều cùng ngày, vào 14 đến 16 giờ ban tổ chức sẽ tiến hành chạy thử các bước kỹ thuật gồm âm thanh, ánh sáng, chạy thử đường dây truyền hình, MC và một số tiết mục tham gia buổi khai mạc. Vào 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, nhà hát tổ chức buổi lễ trao giải liên hoan mùa xuân tháng 4, tổ chức tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên cho các tập thể, cá nhân diễn viên nhà hát ca mùa nhạc dân gian Việt Bắc. 20 giờ là chương trình khai mạc liên hoan và phần diễn thi của nhà hát tuổi trẻ với vở kịch Bến nước thời gian, sáng mai ngày 12 tháng 6 năm 2024 nhà hát tuổi trẻ tiếp tục thực hiện phần diễn thi với vở kịch mẹ và người tình